Chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19:10 vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón hai người chơi ngày hôm nay. Chương trình hôm nay là mình được em được mặc áo bà ba, là tại vì trước giờ em ít có được mặc áo bà ba lên TV lắm. Ủa vậy thì bây giờ bình thường mình có thể mua áo bà ba mình mặc ở nhà được mà. Mặc ở nhà không có nhiều người coi. Không có nhiều người coi hả? Trên chương trình ngày hôm nay chắc chắn có nhiều người coi là bởi vì khán giả rất là thích chương trình của mình. Rồi mình chào khán giả mà mình giới thiệu bản thân mình đi. Em chào anh Quỳnh Lập, em chào khán giả cũng như là chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. À, em là Sơn Ca và hôm nay đến đây với tâm thế chơi là mong tìm hiểu được nhiều hơn về ca dao tục ngữ Việt Nam mình. Rồi. Còn em là Trương Diễm, là một ca sĩ trẻ. Hôm nay là rất là vui vì được chơi với lại chị Sơn Ca, một người ca sĩ mà ngày xưa chị đi hát là em còn nhỏ lắm đó, đi coi chị diễn rồi. Cái thứ hai là em vui lắm luôn, là tại vì hôm nay em được quay chung với lại anh. Rồi, đất ơi. Cảm ơn rất là nhiều luôn, cho nên là ngày hôm nay cảm giác là cái không khí cũng như tinh thần của tôi cũng rất là phơi phới. Cảm ơn hai chị em ngày hôm nay đã đến với chương trình. Và bây giờ chúng ta có thể quay về vị trí của mình để chúng ta bắt đầu trò chơi. Chị Sơn Ca ơi, Phương Diễm ơi, ngày hôm nay mà đến với chương trình này mình có chuẩn bị gì không? Một bụng kiến thức. Một bụng kiến thức. Còn em thì em không chuẩn bị gì hết. Tới đâu em chơi tới đó luôn. Tới đầu chơi tới đó đúng không? Mà cũng khó lường trước với chương trình này lắm. Nhiều khi mình cũng có chuẩn bị đó, nhưng mà những cái câu của mình nó không vô cái chủ đề thì mình cũng không thể nào tận dụng được luôn, không thể nào sử dụng lại được. Chủ đề ánh trăng. Nó rất là thơ. Đó, nghe nó có chất trữ tình ở trong đó. Còn nhiều khi người ta có mượn ẩn dụ hình ánh trăng nữa. Đó, nếu mà nói về ánh trăng á, ở đâu đó có rất là nhiều câu ca dao tục ngữ mình không biết liên quan đến ánh trăng. Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ vừa chơi, vừa đoán, vừa tìm những câu ca dao tục ngữ này. Và đây là vòng đầu tiên mang tên khởi động. Với vòng này, hai người chơi của chúng ta sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời được sẽ được 10 điểm. Và bây giờ là câu đầu tiên. Điền vào từ còn trống trong câu ca dao tục ngữ hoặc thành ngữ sau: trăng quần thì ba chấm, trăng tán thì ba chấm. A mưa gió, B hạn mưa, C mưa nắng. Hết. Dạ em mời Sơn Ca ạ. Dạ câu này trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa. Trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa. Chị Sơn Ca chắc chắn đáp án này chưa? Chắc chắn đáp án. Và với sự chắc chắn này, chúng ta chắc chắn mang về 10 điểm. Chúc mừng chị. Khởi đầu quá tốt đẹp, xin mời chị lật bảng điểm của mình ạ. Trương Diễm ơi, bây giờ Trương Diễm đoán thử coi là cái câu này nó có ý nghĩa là gì, mình phân tích chút xíu được không? Cái câu này thật sự đối với em nó nghe nó khó, nhưng mà em đang nghĩ tới ba đáp án kia thì nó cho em biết là nói về thời tiết đúng không ạ? Đúng rồi. Cái chữ trăng quần lúc đầu em chưa có hiểu. Cái câu này nó có một cái sự lý giải như sau: hiện tượng tự nhiên thường thấy trong những ngày trời oi, khô ráo, ít hơi nước, ít mây. Vì vậy, khi nhìn thấy một cái vòng hào quang này, người ta thường dự đoán rằng trời sẽ còn oi bức và khô trong những ngày tiếp theo. Ông bà mình là nhìn thời tiết, nhìn trăng, nhìn mây, nhìn gió để mà đoán thời tiết. Rất chính xác nha, không sai một ly nào luôn á. Nhưng mà nó có cái câu tục ngữ này thì hay quá, đúng là vừa đoán thời tiết mà vừa là một cái câu thơ rất là hay. Ừ, rất là hay. Và với câu đầu tiên này, sự khởi động vô cùng nhẹ nhàng, 10 điểm cho chị Sơn Ca. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ có thêm 10 điểm nữa với câu thứ hai. Nhanh tay lên nha. Câu số 2 như sau: sắp xếp các từ bị xáo trộn thành một câu thành ngữ hoặc tục ngữ hoàn chỉnh. Trăng, rồng, khi, khuyết, khi, nước, khi, tròn, khi, lớn. Hết. Ôi, xin mời Trương Diễm. Em cũng phải được tham gia đường đua đúng không ạ? Đúng rồi, phải nhanh tay lẹ chân chứ. Trăng, rồng, khi, khuyết, khi, nước, khi, tròn, khi, lớn. Nó quá là rối. Lộn xộn. Dạ đúng. Vậy thì theo cái suy nghĩ của em là trăng khi tròn khi khuyết, nước khi lớn khi rộng, thì ok không ạ?
Rồi, mình có chốt không chứ không có hỏi ngược lại. Tự nhiên cái đưa đáp án là mà hỏi ngược lại có ok không? Em ngồi đây em thi mà em tưởng là em đang nói chuyện qua lại với anh hay qua lại. Bé Thi, bây giờ mình chốt đáp án lại, đọc lại 2, 3. Dạ, trăng khi tròn khi khuyết, nước khi lớn khi rộng. Đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng chị Diễm đã có 10 điểm đầu tiên. Thật ra là mới vừa đọc cũng rối chị ha, rất là rối luôn á. Nhưng mà để sắp xếp được quả thật là mình cũng đã phải biết cái câu này rồi mới dễ dàng sắp xếp được. Và với câu này chúng ta có ý nghĩa như sau: các trạng thái của sự vật, trăng sẽ có lúc tròn lúc khuyết, thì thủy triều có lên có xuống, có cao có thấp khác nhau. Nhiều khi á, những cái câu này á, mình đọc nó rất là thuận tai vừa miệng. Khi mà mình đọc nghe thuận tai rồi là tự nhiên nó là một câu ông bà mình để lại à. Và với câu này chúng ta chỉ được 10 điểm. Hiện tại là hai người đang bằng điểm nhau nha. Còn một câu nữa thôi trong vòng khởi động này. Không biết ai sẽ là người dẫn đầu sau cái vòng này ha. Và đây là câu hỏi thứ 3. Và câu hỏi thứ 3 này chúng ta sẽ phải vận dụng đầu óc để nhớ lại xem chúng ta biết những câu ca dao tục ngữ nào liên quan đến ánh trăng. Và nếu như biết, hãy liệt kê 3 câu ca dao tục ngữ thành ngữ liên quan đến chủ đề ngày hôm nay là ánh trăng. Hết. Xin mời Sơn Ca. Có một con nhớ là: gió mùa đông, trăng lòng lạnh lẽo, năm canh chày thắt thẻo ruột gan. Ôi hay trời quá ơi. À. Ôi. À, tại vì cái câu này nó quen là tại vì nó nằm trong một cái bài hát à. Mà lúc cô ca sĩ đó hát là lâu lắm rồi, xưa lắm rồi. Thì có lòng câu này đầu tiên giống như hát ru con vậy đó. Như ngâm á chị ạ, ngâm trời đầu. Thường thì trong những cái bài hát liên quan đến một cái màu sắc mang âm hưởng văn hóa Nam Bộ, Bắc Bộ hoặc là một vùng miền nào đó, cũng hay thường sử dụng những câu ca dao tục ngữ của ông bà mình để lại. Và minh chứng là chị mới vừa liệt kê ra đúng một câu rồi đó. Rồi câu thứ hai. Câu thứ hai là cũng rất là hay luôn. Câu này là: có đèn thì lại phụ trăng, có the quên lụa, có vàng quên thao. Ôi ôi hay quá. Lấy cái hình ảnh ẩn dụ của ánh trăng để nói lên lòng người ha. Rất là hay, nghe nao núng liền luôn á. Đó là câu thứ hai rồi. Mình ráng thêm câu thứ ba nữa là mình được điểm nè. Câu cuối là: muốn ăn lúa tháng 5, trong trăng rằm tháng 8. À, trong trăng rằm tháng 8 là rằm 8 trăng đẹp, nhìn trong trăng. Và đó là những đáp án vô cùng chính xác. Chúc mừng chị Sơn Ca đã có thêm 10 điểm. Rồi, đó là vòng đầu tiên của chúng tôi, vòng khởi động. Và chúng ta có kết quả tạm như sau. Hiện tại thì Trương Diễm đang có 10 điểm và chị Sơn Ca đang dẫn đầu là 20 điểm. Chúc mừng chị Sơn Ca. Chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai mang tên hình ảnh biết nói. Với câu hỏi này chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình. Sẽ có một tấm hình thể hiện một câu ca dao tục ngữ thành ngữ nào đó. Với 30 giây đếm ngược, nếu như có đáp án phải bấm liền để trả lời. Là bởi vì sao? Cứ 5 giây trôi qua, một chữ hiện lên gợi ý là chúng ta sẽ mất dần 5 điểm. Yeah. Nhớ nha. Cho nên là biết một cái là bấm chuông trả lời liền nha. Và sau đây là hình ảnh của chương trình. Đó, đó, đó. Xin mời Trương Diễm. Rất lẹ. Em nhìn thấy là em đoán được liền. Cái hình nó hiện ra rồi, trước mắt luôn rồi. Đó chính là có trăng quên đèn. Có trăng quên đèn, chắc chưa? Dạ chắc chứ ạ. Không thể nào sai được, chắc chắn luôn đúng không? Không thể nào sai được. Uy tín của mình là câu này đúng không? Dạ đúng. Chính xác luôn, có trăng quên đèn. Xin chúc mừng Trương Diễm đã có 50 điểm. Là bởi vì đâu có cái chữ nào hiện lên đâu. Mình cộng cái điểm nãy luôn là thành nhiêu? 60. Đúng rồi. Đó, chỉ một bàn thắng thôi. Rồi, sẵn nè, chúng ta đang chiến thắng câu này, mình cắt nghĩa luôn coi. Cái câu này có ý nghĩa là gì? Em nghĩ là cái câu này nó đơn giản là mọi người sẽ hiểu thêm mỗi là có trăng quên đèn, có nghĩa là khi mà mình có cái gì đó mới mẻ hơn, mình sẽ quên những cái điều cũ. Cũng đúng, cũng đúng. Hoặc là có cái gì đó nó tốt hơn thì tự nhiên mình quên đi những cái nó không tốt bằng, kiểu như vậy. Tại vì trăng ở trên cao khó được hơn, nên là khi có được rồi thì sẽ quên cái mà lúc nào cũng dễ thay. Đúng rồi, chị Sơn Ca phân tích như vậy cũng rất là hay luôn á. Cho nên là chúng ta đừng nên như vậy. Bây giờ là ví dụ bây giờ thả thính tôi đi, cái sau này gặp ai đẹp trai hơn tôi là bắt đầu quên tôi liền. Không, mà em có cái gu của em. Ủa này là nghe tôi phải không ta? Thả thính lần hai. Thả thính hoài luôn. Lần đầu tiên có người khen tôi trên sóng truyền hình vậy luôn đó. Cảm ơn Trương Diễm rất là nhiều nha. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều những cái kỷ niệm trong chương trình ngày hôm nay. Và đó là vòng thứ hai của chúng tôi.
Và chị Sơn Ca ơi, chúng ta còn một vòng nữa để loại ngược dòng. Bởi vì vòng này Trương Diễm đang dẫn đầu 60 điểm và chị Sơn Ca đang giữ trọn số điểm ở vòng đầu tiên là 20 điểm. Nếu như chị chiến thắng ở vòng 3 này là câu chuyện tình huống, chị sẽ được 100 điểm. Wow. Chúng ta sẽ xem một tình huống diễn ra trên sân khấu. Trong đó sẽ có những lời thoại hoặc là những hành động có nhắc nhớ đến kết quả là một câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ nào đó. Và sau khi tiểu phẩm kết thúc, sau khổng lệnh của MC, mình giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng được 100 điểm. Còn nếu như chưa có ai có câu trả lời chính xác, sẽ có gợi ý của chương trình, lúc đó chỉ còn 50 điểm mà thôi. Chúng ta đã nắm luật rồi ha. Và bây giờ là câu chuyện tình huống của chúng tôi. Trời xanh vô mặt, cá cắn câu quý đuôi gọi nhau. Chào cô Út đang múc nước bên kia nha. Dạ em chào anh ba. Anh ba đang câu cá hả? Đúng rồi. Anh câu được mấy con rồi? Chưa được con nào hết trơn á. Tại nãy giờ câu cá mà lo ngâm thơ rồi hát hò rồi mấy con cá đi ngủ hết trơn rồi. Dạ, vậy thôi anh ba câu cá tiếp đi nha. Tôi còn phải mần việc. Ê, từ từ. Đi đâu mà vội mà vàng, sẵn mà trăng thanh gió mát như vậy á. Để tôi làm thơ tặng cô Út được không? À, dạ được. À, hỡi cô tát nước bên đàn, không biết đằng ấy đã có người tát nước phụ hay chưa? Dạ, anh ba cứ như vậy hoài à. À, thôi, anh ba cứ ngồi ở đây ngắm trăng, câu cá rồi ngâm thơ đi nha. À, tôi đi tát nước cho kịp giờ. Coi cô Út vậy mà khó quá ha. Cứ đi theo tán hoài mà không bao giờ đổ hết trơn á. Là sao ta? Ê, hay là mình để râu già quá ta. Bây giờ đi về cạo râu cho trẻ trung rồi ra tán gái mới được. Thu câu thôi. Ê. Ê, tôi thấy được hình ảnh của tôi với bà trong đây nha bà. Tôi thấy bà đang ngồi trên cần câu, còn tôi tát nước bên này. Bây giờ bà qua bên đó bà thả thính tụi tôi y chang vậy đi. Bây giờ tôi tát nước cho. Đó. Bà phải đàn ông nha, còn tôi tát nước nè. Đàn ông phải không? Rồi thả thính coi. Đang gội đầu. Tát nước gội đầu. Sáng trăng rõ lắm mình ơi. Công việc bỏ đó, hết chơi ngoài này đi. Ừ ra chơi thôi. Chơi. Hai người đi chơi bỏ tôi cho ai? Trời đất ơi. Rồi đó, xong tiểu phẩm rồi đó. Thì thật ra rằng là với cái nội dung và những câu thoại của hai diễn viên của chúng ta đã có mấp mé cái câu đó rồi. Và bây giờ sẽ là khẩu lệnh MC. Hết. Dạ xin mời chị Sơn Ca. Nó có hai câu lận. Hai câu. Chắc là cái câu mà lúc làm thơ quá. Dạ. Hỡi cô tát nước bên đàn. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Cái câu này nghe nó thơ mà nó trữ tình gì đâu á. Nghe nó lãng mạn ha. Nhưng mà nãy cái anh đó anh ngồi anh đọc mình thấy ngộ ha. Nó ngộ. Nó ngộ. Tại vì người ta cố tình bẻ như biết, vậy. Em biết nhưng mà em vẫn thấy ngộ. Vẫn thấy ngộ đúng không? Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Đó là đáp án chính xác. Trời ơi, chị hay quá luôn á chị Sơn Ca. Thật ra rằng là bản thân mình á, nhiều khi là mình có đi hát và mình cũng đã tiếp xúc những câu hát nó có sự trữ tình và lãng mạn trong đó. Mình rất là dễ nhớ thơ. Và với đáp án này, nó mang về cho chị 100 điểm. Xin chúc mừng chị Sơn Ca. Và với cái câu này, không biết rằng là hỏi Trương Diễm coi là mình hiểu cái gì về cái câu này không? Hiểu được cái sự trữ tình trong cái câu đó không? Này giống như là một cái câu để cô gái đó đối lại á. Giống như ý là anh đang chọc ghẹo cái cô gái này thôi đúng không chị? Là không phải chọc ghẹo đâu, là một cái lời ngỏ ý làm quen. Nhưng mà nếu mà mình nói một cách hoạch tẹt quá thì nó không được tinh tế. Hồi xưa ông bà mình ý tứ hơn chút, tinh tế nhẹ nhàng hơn chút. Cái kiểu như là cái anh bên đây để ý cô bên kia đang tát nước mà lấy cái ánh trăng để mà mình so sánh ví von chút xíu. Cái tuổi của cô gái là cái tuổi trăng tròn. Đang rất là đẹp. Đẹp như ánh trăng. Múc ánh trăng ở dưới lòng sông là ánh trăng nó sáng tới nỗi mà có thể rọi được cái ánh trăng dưới lòng sông luôn. Em thấy tính ra vậy cái người mà muốn làm quen cũng khó khăn quá anh hả? Cái thời điểm này, cái thời buổi này em ít có ai mà làm. Thôi nè, thời buổi giờ gì nè. Xin Facebook ad cái đi. Đúng không? Rõ ràng. Có số Zalo.
cho đi. Tại vì nhiều khi người ta đâu có để ý tới thơ văn đâu, mà cái này nó quá là sâu xa, ánh trăng vàng dọi xuống rồi. Cho nên mới thấy rằng là hồi xưa ông bà mình rất là dạ, hay, đúng, tinh tế vô cùng. Và với 3 vòng vừa rồi, chúng ta đã có kết quả chung cuộc như sau: 60 điểm cho Trương Diễm và 120 điểm cho chị Sơn Ca. Và đã trở thành người chiến thắng trong chương trình hôm nay. Quá hay. Và bây giờ xin mời hai chị em bước lên phía trước để mình nhận phần quà của chương trình. Dễ thương quá trời quá đất luôn á. Dạ em gửi chị. Nè gửi nè. Ý trời đất ơi. Đấy còn nhiều hơn nữa nè. Một phần quà từ nhà sách Phương Nam. Và có luôn phiếu quà tặng. Hy vọng rằng là với hai phần quà dễ thương này sẽ giúp cho hai chị em mình rảnh rỗi về nhà, mình có thể trao dồi thêm về những câu ca dao tục ngữ của Việt Nam mình nữa. Cái này là quà quý giá quá luôn. Rất quý giá. Trước giờ Chương Nhiễm chưa bao giờ mà hay tìm hiểu về ca dao tục ngữ, nhưng mà hôm nay thấy quá là diệu kỳ đi. Nó lại hợp với cái con người mà mơ mơ màng màng của em á. Rồi không biết là cảm xúc của hai chị em ngày hôm nay khi đến với chương trình như thế nào? Chương trình rất là dễ thương, cũng rất là ý nghĩa, mang thông điệp rất là rõ ràng, giúp cho Sơn Ca ngày hôm nay có thể là hiểu hơn nhiều nhiều hơn nữa về ca dao tục ngữ thành ngữ của Việt Nam mình. Và đặc biệt là Ca là một người rất là thích đọc sách, nhà cũng rất là nhiều sách. Hôm nay nhận được cái cuốn này hạnh phúc quá, vui quá. Vui hơn cái bản này luôn á. Còn Chương Diễm thì sao? Nói chung là quá vui, có quà đem về mà còn được niềm vui nữa. Cảm ơn Diễm rất là nhiều, cảm ơn chị Sơn Ca. Và rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn dành thời gian và sự yêu thương cho chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ của chúng tôi. Và hãy luôn nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc nha, vào lúc 19h10 vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại những câu ca dao tục ngữ trong số phát sóng này. Hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là nhẫn nhịn, để xem ông bà mình đã để lại những câu ca dao tục ngữ liên quan đến nhẫn nhịn như thế nào để dạy dỗ con cháu đời sau mọi người nha. Nồng gai nếm mật, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê. Đúng rồi, thể hiện cái sự là vợ chồng nhẫn nhịn lẫn nhau để mà giữ mái ấm gia đình.